anh kiểm tra chưa Đúng là đô tuấn thái ra Còn người thứ ba nữa hay sao vậy Có phải như vậy hay không hả Nếu có cần gì Thì cứ nói với tôi đi Không lẽ Ray Hằng Là người bị công điếc sao Vậy sao có thể chuyển lời cho tôi được không Lúc đó rõ ràng Là dùng thủ ngữ để truyền đạt cho Ray Hằng mà Ừ, Grace. Tôi biết rồi. Vậy thì cứ chuẩn bị làm theo kế hoạch của chúng ta đi. Rõ ràng là gọi điện cho Grace. Vậy thì Ray không bị công điếc sao? Có nghe tôi nói gì không vậy? Là sao hả? Tôi xin lỗi đã vào muộn. Tôi vừa nghe điện thoại tôi có chuyện chưa nói với lại cô ray Hàn. bây giờ tôi có thể gọi điện chuyển lời không vậy vì là chuyện gốc nên hy vọng có thể gọi điện ngay nếu là như vậy thì không được rồi đâu phải là anh không biết cô ray hàng không thể nghe điện thoại được ờ à, phải rồi là như vậy sao phải nói dối là ray hàng không nói chuyện được chứ rốt cuộc là đang giấu giếm chuyện gì chứ gọi điện cho Scarlett. Peter gọi cho Scarlett thật hay sao? Đúng vậy. Vậy là sao chứ? Vậy là Scarlett giả giờ bị câm điếc hả? Rốt cuộc là... Cô ấy có mục đích gì? Phải điều tra chuyện này. Nhưng mà... Nếu biết được dấu giếm dừng gì thì cũng không thể. Tin tưởng cho cô Ray hàng này đã làm ra chuyện như vậy. Có phải là anh đang nghi ngờ người thứ ba chính là Scarlett không? Có thể phải Cũng có thể không phải Vậy triển lãm phải làm sao đi Nếu Scarlet là người thứ ba thật Sau đó sẽ gây chúng ta đã kích gì không không làm tốt buổi triển lãm sẽ làm chúng ta thân bại danh liệt đó. Về chuyện nhà Ray hay làm triển lãm, bỏ qua một bên trước đi. Dù tình hình chúng ta cấp bách thế nào đi nữa, thì cũng không thể tùy tiện như vậy được. Tôi biết rồi. Tôi sẽ nói với mẹ. Chuyện này là thật sao? Scarlett muốn làm trưởng lãm ở phòng tranh chúng ta thật hả? Ờ, à, hình như là xin lỗi của giám đốc đô đã làm cho Ray hàng cảm động, nói là sẽ ký hợp đồng ngay ạ. À. Vì vậy, cô không cần phải lo đâu. Ký ngay bây giờ sao? Đúng vậy, không lẽ có vấn đề gì sao? À không, không có vấn đề gì đâu, chỉ là quá đột ngột thôi mà. Chuyện đó còn phải nói với giám đốc đô và chủ tịch phát nữa. Hai người họ nói, hy vọng sẽ làm triển lãm ở phòng tranh KB nhưng mà nhìn bà do dự như vậy Xem ra giám đốc đã có suy nghĩ khác rồi Có phải không hả Đâu có Cũng như nhà thôi mà Tôi biết rồi Cứ coi như là chưa nói chuyện này vậy À, à thật là Con người của cậu sao mà nóng nảy như vậy hả Tôi có nói là không ký đâu Ký hợp đồng đi Ký đi <laughs> À uống đi <laughs> Ê, Trời ơi sao mày không nghe điện thoại vậy gọi không được sao có dự cảm không hay tôi phải tới xem thử đi Oh, sợ làm giật mình. Đúng là không thể. Làm vấn đề cho cặp đôi này được rồi. Quá nguy hiểm. Là kết quả điều tra sơ bộ liên quan đến Ray Hàng và Peter. Điều tra được gì rồi? Có chút tài liệu liên quan đến lý lịch và kinh nghiệm của Peter đó. Nhưng mà giờ Ray Hàng Hình như không có tên gì đặc biệt hết Không có tên gì đặc biệt sao À tôi sẽ tiếp tục điều tra tiếp Chỉ cần điều tra được tôi sẽ báo cho anh biết ngay à, Được rồi à, tôi nên báo gì cho Gia Đốc Đô biết đây Cô ấy đốc thúc tôi Kết quả điều tra Cứ theo báo cáo này đi Dạ Tôi trưởng trương Dạ lần này khi điều động nhân sự chắc sẽ có lệnh thăng chức đó thật thằng chức à sau này nhờ anh tiếp tục giúp giả vậy à, dạ à, đương nhiên rồi tôi sẽ cố gắng nhiều hơn cảm ơn nhiều là ai gọi điện thoại nãy giờ vậy? trưởng phòng trương à, lấy điện thoại cho tôi đi. dạ giám đốc. <laughs> kết thúc cuộc gọi rồi à? kết thúc rồi sao? là ai gọi vậy? giám đốc bờ, tôi còn có chuyện nên phải đi rồi, xin bà thông cảm vô. vậy sao? tôi sẽ mau chóng làm xong thôi. sao mày không nghe điện thoại chứ thật là à, à, giám đốc đi đâu rồi giám đốc nói đưa peter ra ngoài rồi peter peter đến đây hay sao dạ vừa ký hợp đồng triển lãm ký hợp đồng rồi hả ừ chết tiệt ơi sao cô ta cứ nói một nửa vậy Ê, à, Huệ Bân à Mẹ Mẹ đã ký hợp đồng chuyển làm với Scarlett rồi sao Đương nhiên là ký rồi Mẹ làm tốt phải không Bây giờ chúng ta sống được rồi Đồ Tuấn Thái cũng không dám đuổi mẹ ra khỏi cái ghế giám đốc phòng tranh Mẹ ạ à? Sao lại la lớn tiếng vậy Ui. Sao không nói có một tiếng nào đã ký rồi vậy Tại sao không gọi với con chứ Vậy thì sao chứ Bị tôi nói có chuyện phải đi gấp mà Cái gì Dù có con cũng vậy thôi Hợp đồng phải do giám đốc ký chứ Đâu rồi? Đi rồi hả? Mẹ không thấy đi rồi Mẹ chỉ... Thật là... Nè quế bấn à Có đi đâu vậy? Nó làm sao vậy chứ? Chờ một lát Nói chuyện với tôi đi Giám đốc đù Giờ tôi hết thời gian rồi Chỉ một lát thôi Nghe nói là anh đã ký hợp đồng triển lãm với phòng tranh chúng tôi rồi, có đúng không? Phải. Tại sao lại ký dội dài như vậy hả? Tôi muốn biết rõ hơn về chuyện này có được không? Hình như cô là người đã nhờ cậy trước mà. À, đương nhiên rồi. Tôi từng giờ cậy. Nhưng lại không mong chờ nhiều như vậy đâu. Thật ra khoảng thời gian này xảy ra chuyện không vui. Hơn nữa tôi cũng biết có rất nhiều nơi đã đưa ra điều kiện tốt hơn chúng tôi rất nhiều, có phải không? Nhưng ý cô là tại sao lại ký hợp đồng với KB? Có phải vậy không? Cô đang thắc mắc về điều đó sao? À, đúng vậy. Có một chút khó hiểu. Cũng phải. Trợ lý của Ray Han lại là tôi tới đây, không phải là Ray Han. Không thể nói rõ lý do chính xác. Nhưng theo như tôi đoán thì, Ray Han chắc đã bị lời xin lỗi của cô làm cảm động để đã ký hợp đồng đó. Bị... Lời xin lỗi của tôi cảm động sao? Tôi cũng bị cảm động. Bởi bộ dạng sau khi nhận lỗi của cô là vậy đó. Tôi đang rất bận. Tôi đi trước đây. Tôi mong đợi một buổi triển lãm trang đầy sự nhiệt tình và thành ý. Gì vậy? Ừ. Lúc nãy con bị sao vậy? Nói ký hợp đồng với Scarlett hàng, con cũng không vui. Cứ dùng hợp đồng rút trước đi. Chúng ta sẽ bổ sung thêm mấy điều. Đây. Cô xem đi. Ờ, bổ sung điều khoản sao? Duy trì điều khoản phong cách trong thời gian hợp đồng bản thân phải gánh trách nhiệm vì làm những việc quỷ hoại danh dự đạo đức xã hội hơn nữa quỹ hợp đồng là quỹ danh dự của Scarlett hàng sẽ bị cắt hợp đồng và yêu cầu bồi thường ờ à, uh, có cần điều này nữa hay sao vậy là để đề phòng vậy thôi cô thấy không được sao đổi địa điểm phỏng vấn thành viện điều dưỡng ca bi sao dạ phải bên đây hàng gọi tới Tôi cho đắp đồ phỏng vấn và điều trị chân ở đó cũng được. Cô bị thương thì cứu trai hàng mà phải không? Điều trị chân sao? Ơ, à, gì vậy? Gì ơi, cháy nhà rồi kìa. Cháy nhà rồi. Ơ. Giá đốc đâu? Có phải chân cô bị thương sao? Phải rồi. Lúc đó, vừa bắt đầu đã biết rồi. Còn nói cái gì vậy? Scarlet Hàng. Đã biết tất cả mọi chuyện con bày ra đó mẹ con nói Scarlett Hàng biết cái gì? Khi con ký hợp đồng hợp tác kinh doanh, nó là thay đổi điều khoản hợp đồng gì đó. Bây giờ suy nghĩ từ đầu. Mục đích chính là muốn phá hủy hợp đồng đó. Biết là con không hề bị thương mà. Vậy là cô ấy dự tính hết cả rồi. Vậy tức là cố ý ký rồi phá hoại. Sau đó lấy tiền bồi thường của con sao? Vậy thì... Còn ký hợp đồng với phòng tranh chúng ta làm gì? Vậy cũng phải muốn tổ chức triển lãm thật. Là có dụng ý gì khác sao đúng không? Đúng vậy. Xem tình hình trước mắt. Rõ ràng đang toan tính gì đó. Nếu không thì tại sao lại ký hợp đồng với chúng ta chứ? Nghĩ đi nghĩ lại. Người thứ ba chắc là Scarlett Hàng rồi. Người thứ ba gì chứ? Như vậy nghĩa là sao? Người dù chúng ta vào bẫy. Nói không chừng, không phải đô túng thái đâu, mà chính là Scarlett Hàng đó. Cái gì? ôi uống hay quá <laughs> cô có muốn nghỉ trưa một lát không ừ cô qua đây Ờ Phụng Tiên à Ờ có phải Mỹ Anh nói là Peter vừa tới ký hợp đồng rồi đó Là thật sao Ờ phải rồi Gì vậy Chắc không phải cậu muốn làm triển lãm đầu tiên của Hàn Quốc ở đây chứ Không phải vậy không Đây chính là phòng tranh của Đô Quệ Bân mà Bởi vậy mới tổ chức ở đó Nếu cậu tổ chức triển lãm ở đây Tức là giúp phòng tranh Kabi Và giám đốc Lý Minh Ái rồi Sẽ không có Chuyện gì thuận lợi khi tổ chức triển lãm đâu nói vậy là sao không muốn làm gì vậy vào hôm triển lãm mình muốn công khai mình là ai trước công chúng họ đã làm những gì với mình chính tại nơi mà họ đã trang trí đầy đủ Đã ký hợp đồng nhanh như vậy sao? Ồ. Hình như bên đó ra tay trước rồi. Tôi sợ lỡ như rủi ra nên coi lại hợp đồng đó. Hình như là không giống như hợp đồng hợp tác với tôi. Đúng là không có điều kiện gì đáng nghi ngờ hết. Chỉ vậy thôi. Biết rồi. Được rồi. Anh đang ở phòng của chủ tịch. Anh sẽ tới văn phòng của em sao? Ừ. Làm quay bán sao? Dạ. Hình như là ký hợp đồng gì đó à? à triển lãm của Ray Hàng sẽ tổ chức ở phòng tranh KB để ký hợp đồng nữa. Ồ, à, vậy sao? Đâu phải chỉ có một hai phòng tranh đề nghị Ray Hàng. Đúng là may mắn cho chúng ta đó. nếu Scarlett là người thứ ba. Cứ bỏ qua hợp đồng hợp tác, đâu có tiếp xúc với những chuyện khác. Nhưng sao Scarlett Hàng có quán hận gì với chúng ta vậy? Ờ, à, vậy sao? Peter từng có cuộc sống như vậy thiệt hả? Ờ, à, được tôi biết rồi. Nếu điều tra được gì lập tức thông báo tôi biết nha. Gì vậy? Hình như điều tra được gì vậy Peter? Bây giờ đi đâu vậy? phó chủ tịch à, đi đâu rồi đi đâu rồi à phó chủ tịch tôi trừ chú anh đi tôi tới để báo cáo tin về peter đi bây giờ anh đang ở đâu vậy à dạ vậy tôi ở đây chờ một lát cũng được không sao à, dạ giám đốc báo cáo gì cho ai vậy à, không, không 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 phải vậy đâu dám làm gián điệp sau lưng tôi hay sao à, giám đốc à, nghe tôi nói trước đã câm miệng đi à. bắt đầu làm gián điệp cho cả hai bên từ khi nào vậy hả à, không phải gián điệp hai bên chuyện đó vì phó chủ tịch phát ông ông ta hiếp tôi tôi cũng phải chịu thôi tôi cũng <laughs> anh ấy uy hiếp anh nên chịu có phải không anh nói tôi tin được hay sao anh tưởng là tôi không biết anh là người thế nào hả xem tình hình bây giờ đi thấy không thể nào thay tôi được nữa có đúng không nếu không muốn bị dứt bỏ thì hãy nghe rõ lời của tôi nói đi ừ, dạ Đi gặp chủ tịch về sao? Ừ. Đang định tới chỗ của cô đây. Cô đi đâu vậy? Ờ. Sau khi mẹ ký tên rồi cảm thấy bất an, nên tôi phải qua đó một chuyến. Hợp đồng triển lãm. Tôi sẽ kêu tổ trưởng trường đưa cho anh. Anh hãy xem thử đi. Vậy nha. Có gì bằng bà sao? Ừ, tôi biết rồi. Dù sao cũng phải. Làm triển lãm này vì phòng tranh thôi. Hiệp ước của chúng ta đã ký rồi. Bây giờ chúng ta phải cố gắng tiến hành. Lát nữa tôi sẽ xem điều kiện hợp đồng. Cô khoan hãy nói chuyện đó với lại Ray hàng nha. Tiến hành trước đi. Đừng nói gì hết. Được rồi. Hợp tác với anh như vậy, cảm thấy cũng được lắm đó. Tôi cũng rất hài lòng về anh. Vấn đề của phòng tranh không phải là chuyện của cả hai sau. Tôi sẽ tìm cách. Cứ tin tưởng tôi đi. Không cần phải lo lắng gì đâu. Ừ. gì mà vấn đề của cả hai chứ khi không cẩn thận đánh sau lưng tôi một gậy hay sao làm sao tin được anh chứ tôi phải tự tìm con đường sống cho mình mẹ à văn phòng điều tra trước đây mình thuê mẹ hãy liên lạc bên đó đi phải tiếp tục theo dõi cho con đó về chuyện của peter biết được gì rồi hả À, trước đây peter anh ấy từng làm chữa trị tâm thần cũng từng vào bệnh viện tâm thần luôn à, là như vậy thôi chỉ có tại sao lại chảy mồ hôi nhiều vậy à tôi bị chứng ra mồ hôi nhiều thôi không có gì đâu đừng nói chuyện đã bị tôi phát hiện anh là gián điệp cho phát hiện thành đó có nhớ chưa ừ, dạ đây chính là cơ hội cuối cùng Nếu để tôi phát hiện anh phản bội một lần nữa Lúc đó Cả đời của anh sẽ bị tiêu tan đó Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu Cô biết chưa Hiểu chưa ừ, Dạ ừ, Tôi biết rồi Sau này tôi chỉ trung thành đi với đốc đô thôi Xin hãy tin tôi Đi qua tới bị từ. Chỉ có chuyện đó thôi sao Dạ À À, à dạ À phải rồi Cái này chính là hợp đồng triển lãm đây Giá đốc đâu kêu tôi gửi cho anh đó Anh xem đi Mời vào Ờ à, Nếu báo cáo xong rồi thì ra ngoài đi Không còn chuyện của anh nữa Dạ Tìm em sao? Ờ, à. Anh có chuyện muốn nhờ em đây. Nhờ em? Chuyện gì vậy? Hiền Vũ, em biết thủ ngữ có phải không? Thủ ngữ? Ừ, cũng gọi là biết. Nhưng mà sao vậy anh? Có chuyện em phải phụ trách đó. Có người mới sao? Ừ. Người làm báo cầu cho chúng ta khi ký hợp đồng là luật sư Phát Hiền Vũ. Sau này phụ trách hợp tác của chúng ta chính là cậu ta đó. Xin chào, tôi là Phái Hiền Vũ. Sao vậy? Là người quen sao? Sau này sẽ nói anh biết. Người quen? Có chuyện cần em điều tra. Ray Hàn, lần này hợp tác với chúng ta là người nói chuyện bằng thủ ngữ và dùng giếng để nói chuyện. Việc đó gây bất lợi cho chúng ta. Nếu có chướng ngại thính giác thì có thể như vậy. Tại sao không thể nghe cũng không thể nói được. Vì không thể xác nhận chuyện đó. Cho nên, anh muốn nhờ em điều tra xem có phải là nghe nói được hay không. Hay là đang đóng kịch trước mặt của chúng ta. Đóng kịch? Vậy là anh nghi ngờ Ray hàng này nghe nói được nhưng mà đang diễn kịch sâu. Có phải gì không hả? Cũng có khả năng nó. Nhưng mà em đừng nói gì cả. Cứ nhìn họ dùng thủ ngữ nói chuyện. Nói cho anh biết họ đang nói cái gì. Có phải là đang che giấu chuyện gì không? Có phải là đang nói chuyện khác hay không? Em cứ gì quan sát rồi thông báo lại cho anh là được rồi. Ừ. em làm gì vậy? Về văn phòng làm việc, nói rõ cho họ biết đi. Dạ. Đi thôi. Tới văn phòng của tôi rồi hãy nói rõ hơn. Scarlett hay đang ở công ty đó. Anh phải luôn theo dõi biết chưa? Đi đâu gặp ai? Tất cả đều phải điều tra, rồi bảo tôi biết ngay. Ừ. Theo dõi hả? Phải đó. Nếu chị lo cho con gái mình đi gặp ai đó, kêu người tìm hiểu chẳng phải là được rồi sao? Sao như vậy được? Sao lại kêu người theo dõi con gái của mình chứ? Theo dõi thì sao? tìm hiểu rõ ràng chẳng phải tốt hơn hả tôi nói vậy không đúng sao ồ ờ bị anh sẽ nghĩ tôi sao đây vậy chị đi hỏi thẳng nó đi <laughs> mẹ à con về rồi ờ uh, được rồi về đúng lúc cô đi đâu vậy tôi đi hỏi cho uh, nè nè trưởng phòng trương giám đốc tới rồi à sao lại tới nhà mình nữa vậy chứ mỹ anh à Ê, đừng hỏi mà Buông ra đi Có hỏi phải để tôi hỏi chứ Cô đừng nói gì hết Nếu chị hỏi nó có trả lời hay không Ê buông ra đi Mỹ Anh à Hờ là ai vậy Dạ Là tên bạn trai của cô hả Nói thật đi Nè Cô có bạn trai mà không giới thiệu với mẹ hay sao Sao lại làm cho bà ấy lo lắng như vậy chứ Ờ à, tôi có lo gì đâu Ê Chẳng phải cả ngày nay chị lo lắng cho Mỹ Anh hay sao? Là người thế nào hả? Ừ? Người nước ngoài à? Ơi, người nước ngoài thì sao? Không phải người có vợ là được rồi. À, tôi vào trong đây. À, ê, cô họ nói như vậy sao mà được chứ? Tôi đã có cảm giác. Cảm giác gì? Con gái chị. Hình như thật sự gặp người đàn ông đã có vợ. Con gái tôi bị điên hay sao mà quay người đã có vợ chứ Tôi rất hiểu người đối diện mà Chỉ cần nhìn là có cảm giác ngay thôi Chuyện nó đáng khoe lắm hay sao Đi đi, ra ngoài bao đi, nhanh lên Đi ra đi Ý, sao lại nổi giận với tôi chứ Tôi giới thiệu đàn ông có vợ cho nó sao Ý, Ê. Thế nào Chuyện hồi nãy Em thấy có đáng nghi gì không bây giờ vẫn chưa rõ lắm hả à? nhìn kỹ thủ ngữ của hai người đó có gì đặc biệt thì phải nói ngay cho anh biết đó có biết không hả em biết rồi Nếu muốn có phong cách, trước tiên phải viết những điều đơn giản ra đây trước. Phong cách muốn có trước tiên là hình tượng quá phong cách hiện đại và phong cách cổ điển. Để hiện thấy sao? tôi thấy số cô cần bồi thường là mỗi tháng 250 ngàn, phải không? Chẳng lẽ là chính nhậm sao? Còn có gì muốn xác nhận với tôi hả? À không phải vậy Tôi có chuyện muốn hỏi cô nên qua đây thôi Cô biết địa chỉ phòng làm việc của phu nhân thông gia đúng không? Cô viết cho tôi đi Tại sao phải lấy địa chỉ phòng làm việc của cô giáo chứ? À Gần đây không chăm lo cho cô ấy Cuối tuần tôi muốn đưa cô ấy ra ngoài Tới phòng làm việc chẳng phải rất tốt hay sao? Chắc cô không muốn đi với tôi đâu hả? Nếu cô muốn thì cũng không sao đâu không lẽ chính nhậm chính là ray hàng được sao à, alo điều tra được gì rồi Xác nhận tôi hay như một tòa nhà Đợi mãi không thấy ra có khả năng là đã thay đổi hình dạng rồi tôi đã chụp lại hết những người đã vào tòa nhà cô yên tâm đi trong đó có thể là có Scarlett hàng gửi hình tôi trước đi tôi xác nhận lại sao nha được rồi Lại gọi vậy? À, không có gì đâu. Ở đây là phòng làm việc của mẹ mà tại sao Scarlett lại ở đây chứ? Chẳng lẽ là hàng chính nhậm? cô chính là Scarlett Hàng sao?